Xin chào tất cả các bạn. Nay chúng ta sẽ bước vào một khóa học mới. Khóa học này hoàn toàn mới và được thiết kế để dành riêng cho tất cả các bạn muốn trở thành full stack developer. Ở trên uh, Tedu của mình ở trang tedu.com.vn thì đã có các khóa học uh, liên quan đến SMS Core căn bản. Tức là có hai khóa là lập trình SMS Core căn bản đến nâng cao. Tức là khóa Tedu 33 và khóa Tedu 34. Hai khóa này, một khóa là cơ bản về MVC core một khóa là làm dự án ở mức cơ bản thì khóa này chúng mình sẽ nâng cấp lên à, một bước mới đó là sử dụng full stack từ donet core web api đến identity server dành cho việc chứng thực và cấp quyền authent and author và sử dụng angular để xây dựng à, frontend ngoài ra chúng ta cũng có mvc để xây dựng portal và cái khóa học này chúng ta sẽ xây dựng một cái ứng dụng thật đó là ứng dụng Nonis Space cho thằng Tây Du dù dùng để cho mọi người có thể xây dựng được các cái giải pháp đăng các cái giải pháp và cái bài đăng từ vấn đề giải pháp lên và là cái, thư viện để lưu trữ cho mọi người về kiến thức cũng như là giải pháp lập trình thì ở đây mình sẽ giới thiệu về cái khóa học mới Tây Du 35 khóa học này sẽ được dự kiến phát hành vào ngày 15 tháng 4. Khóa học này chúng ta sẽ giới thiệu thì nó là một dự án thật. Đề tài thì nó sẽ là tên là knowledge Space và cái website này sẽ được deploy lên thật sau khi kết thúc khóa học. Khóa học sẽ bao gồm phần backend, REST API, Angular và phần MVC dùng để làm web portal. Cũng sử dụng luôn cả unit test để cho các bạn có thể làm quen với phần unit test công nghệ thì ở đây mình hoàn toàn dùng công nghệ .NET core 3.1 sắp tới thì chúng ta sẽ có .NET 5 nhưng mà .NET 5 cũng chỉ là next step của thằng 3.1 thôi cho nên các bạn sẽ không khó khăn để migrate lên cho nên các bạn không phải lo gì cả kể cả sau này có 67 thì bắt đầu từ nền tảng 3 là trên lên nó hỗ trợ chúng ta upgrade rất dễ rồi Angular 8, bản Angular 8 thì không phải bản mới nhất, bản 9 mới là mới nhất. Nhưng mà thực ra 8 là bản rất stable rồi, nên mình sẽ chọn bản này. Entity Server 4, tức là đây là một cái open source framework giúp chúng ta chứng thực uh, SSO, rồi tạo Open ID để cái hệ sinh thái của chúng ta có thể hỗ trợ cả mobile app có thể chứng thực, uh, web MVC có thể chứng thực, uh, Angular cũng có thể chứng thực qua chỉ một port duy nhất một portal duy nhất chứ không phải quản lý theo kiểu phân tán nữa. SQL Server đương nhiên là cơ sở dữ liệu. Các bạn với Entity Framework Core thì các bạn có thể hỗ trợ nhiều loại như Oracle, MySQL hay là Mongo Nhưng mà các bạn à, dùng mình dùng SQL Server thì để nó trùng với cái stack của chúng ta. Chúng ta cùng Git để quản lý số code, MVC. Rồi chúng ta sẽ dùng Visual Studio 2019. Đặc biệt cái này thì nhiều bạn hỏi thì Visual Studio 2019 bắt buộc phải dùng bởi vì từ 27 trở xuống thì dùng 3.1 đối nay nó sẽ không được hỗ trợ nhiều gần như là không hỗ trợ dành cho ai thì uh, dành cho các bạn sinh viên với các bạn đang làm muốn nâng cao trình độ cốt cái này mình sẽ ngoài những cái kiến thức để làm được thì mình cũng chia sẻ những cái kỹ, kỹ năng những cái kinh nghiệm của mình để cho các bạn có thể tự tin hơn khi mà làm việc các bạn muốn trở thành full stack các bạn có thể làm backend và friend nhưng mà các bạn muốn làm một cái dự án thực tế mà full thì các bạn nên trở thành full stack thì cái career path của các bạn nó sẽ tốt hơn. Chúng ta cố gắng cốt tối ưu, cốt sạch, cấu cố trúc thì mình sẽ nhờ học tập những cái đàn anh, nên mình sẽ tối giản lại cái cấu trúc để cho dễ hiểu và tốc độ nó sẽ đẩy nhanh hơn. Hạn chế dùng những cái back in không cần thiết. Dự kiến phát hành vào ngày 15 tháng 4 năm 2020 tại tedu.com.vn thì đó chính là cái nội dung của toàn bộ. Các bạn có thể tham khảo nội dung của khoa học tại đây à, đồng thời ở trên trang tedu cũng đã có bài viết giới thiệu về khóa học và nội dung của nó các bạn có thể tham khảo và nếu có góp góp ý gì về nội dung khoa học cũng như là hỏi hạ hỏi hỏi đáp à, các bạn có thể comment bên dưới để mình sẽ trả lời ngay lập tức cảm ơn các bạn